xe có gì đâu vậy? Đây xuống muốn 100 kg gà cho mấy cái nè. Bước đi mày. Đây 400 kg. Thì theo như thường lệ thì gian khỏi mà ngày qua là mổ nghỉ nữa, trời xui gà hết đồ ăn mà ngày mai qua là mổ nghỉ, bữa nay là mổ có rồi giao đồ ăn nữa. Nó vậy đó, cứ không hiểu sao mà nó có cái trùng mà gọi là lâu lâu cái nó hộp lên trùng cái vậy, nó phải chạy đà đôn chạy đấu. Hôm qua mình làm mua hết 100 mấy 200 kg gan gà nữa, trời ơi, để chữa cháy ngày hôm qua nữa, khổ đời. Nhiều lúc nó vô có thế mà gọi là bị động chịu không được, gan mỏi nè. Thì hôm qua chạy hỏi thằng vịt có vịt ngọt không, nó bán con vịt cỡ 3 kg 35 ngàn. Chạy đôn chạy đấu qua bữa nay vào 2-3 mối dầu rồi đã đời thiệt, rồi không có tủ đựng luôn nữa, xuống ghê luôn.